Ở cái tuổi thất thập cổ lê hy, đáng ra bà Trần Thị Lung, 75 tuổi, ở xóm trại thôn Mậu Đào, xã Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, phải được phụng dưỡng an hưởng tuổi già. Nhưng số phận trớ trêu khiến bà phải cặm cụi nuôi vợ chồng người con trai bị tâm thần và ba cháu nhỏ bị thiểu năng trí tuệ. Ở cái xóm trại này, không ai là không biết hoàn cảnh của bà Lung. Cả gia đình có 6 người thì 5 người có thần kinh không bình thường. Bà Lung có một anh con nuôi là Nguyễn Văn Đắc, sinh năm 1978. Anh Đắc được vợ chồng bà nhận về nuôi từ khi mới lọt lòng. Đến khi anh Đắc 3 tuổi, gia đình phát hiện anh không được khôn như các bạn cùng trang lứa. Anh Đắc cũng được cho đến trường đi học như bạn bè nhưng chẳng được lên lớp. Nhắc đến việc anh Đắc lấy vợ, bà Lung thở dài. Nó không được khôn nên cũng nào có lấy được người khôn. Đến 20 tuổi thì xóm làng cũng thương tình mai mối cho nó với Sơn. Sơn thì trước nó cũng bị tai nạn giao thông, đầu óc không được bình thường. Sau này sinh con ra cũng không được đứa nào bình thường, chúng nó cứ ngờ nghệch như thế chán lắm. Sau thời gian lấy nhau, chị Sơn sinh được một cậu con trai đầu lòng là Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1999. Niềm vui chưa được bao lâu thì bà phát hiện Trường cũng có biểu hiện như bố hồi còn nhỏ. Trường cũng được đi học nhưng không được học chữ nào vào đầu. Mỗi khi ra đường nhặt được túi bóng là cho vào miệng nhai cả ngày, rồi sau đó cậu bé được chẩn đoán bị thiểu năng trí tuệ, không thể tiếp tục đi học. Cô em gái thứ hai là Nguyễn Kim Yến, sinh năm 2002, và cô em thứ ba là Nguyễn Thùy Linh, sinh năm 2006, cũng lần lượt được chẩn đoán bị thiểu năng trí tuệ. Không làm ra tiền, cả gia đình trông chờ vào 4 suất hỗ trợ dành cho người thần kinh trong nhà. Mỗi bữa chỉ có nồi cơm, vài miếng bí luộc, hôm nào khá hơn thì có vài miếng đậu phụ. Vừa rồi, chính quyền cũng bảo sẽ sửa nhà cho, nhưng không biết thế nào, giờ tôi cũng không mong ước gì ở cái tuổi này. Chỉ thưa các cháu, nay tôi cũng tuổi cao sức yếu rồi. Nhìn các cháu nói như thế, lỡ tôi khuất núi không biết các cháu sẽ ra sao nữa. Bà Lung nghẹn lại. Mong rằng qua bài viết này, các mạnh thường quân có thể giúp đỡ gia đình bà để có thể vượt qua khó khăn trong cuộc sống.